Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại các bạn trong chuyên mục chia sẻ quy trình thi công móng nhà dân dụng. Trong số trước của chương trình thì tôi và các bạn đã tìm hiểu về móng đơn. Nhưng tất nhiên, trong lĩnh vực xây dựng, móng đơn không thể đáp ứng được hết những yêu cầu cao hơn. Ví dụ như gặp những công trình có tải trọng lớn hoặc vị trí đất nền của công trình yếu mà móng đơn không thể nào đáp ứng được. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp hoặc phải sử dụng những loại móng khác có khả năng chịu tải trọng lớn và tốt hơn. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một quy trình thi công móng đã và đang được áp dụng rất nhiều trong xây dựng công trình nhà ở, và đó chính là móng băng. Khác với móng đơn thì móng băng khá thông dụng cho các trường hợp thi công những công trình dân dụng có kích thước chiều sâu lớn hoặc được áp dụng nhiều trong thi công nhà phố vì có tính chất chiều sâu và hẹp. Vậy để nắm được loại móng này có thiết kế cũng như quy trình thi công nó ra sao thì mời các bạn cùng tôi chúng ta sẽ đi chi tiết vào các bước thực hiện. Khi thi công thì bước đầu tiên chúng ta cần phải đi định vị vị trí các trục công trình trên khu đất nhằm đảm bảo vị trí thực hiện công tác tiếp theo được chính xác nhất. Sau đó, khi đã có trục công trình, ta tiến hành căng dây tại các vị trí cánh móng rồi rắc vôi bột sơ bộ. Ngay sau khi đã định vị được vị trí của móng, ta sẽ tiến hành công tác đào hố móng. Thì biện pháp này ta có thể sử dụng công tác thủ công hoặc sử dụng máy để đào. Với phương pháp đào thì trong trường hợp vị trí khu đất của chúng ta có địa chất tốt, ta có thể đào theo giải băng. Như vậy sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được tối đa chi phí san lấp và mặt bằng đổ đất. Còn trường hợp còn lại, chúng ta sẽ phải đào hết. Như vậy thì khi thi công móng sẽ tốn khá nhiều chi phí đào đất và lấp đất. Ngược lại, nếu như thế chúng ta sẽ dễ dàng thi công hơn. Giống như thiết kế móng đơn thì móng băng chúng ta cũng phải áp dụng phương pháp lót hoặc đổ lót cho móng. Vật liệu đổ lót hoặc lót các bạn có thể sử dụng như bê tông, gạch hoặc là trải bạc. Nếu như có điều kiện, ta sẽ áp dụng đổ bê tông lót sẽ là tốt nhất. Tuy nhiên, để giảm thiểu được chi phí thấp đi thì ta sử dụng hai phương án còn lại là dùng vật liệu gạch hoặc là bạt để lót. Công tác này sẽ giúp ích cho việc giữ sạch khu vực thi công của bạn, làm cho bê tông không bị mất nước cùng với đó, giúp cho cường độ bê tông không bị giảm đi do lẫn với tạp chất hoặc là đất đá từ bên ngoài. Sau khi đã có được bề mặt lót cho móng rồi, ta sẽ tiến hành giải thép. Với móng băng sẽ là những dây móng trải dài, thì khi giải thép ta sẽ giải phương cạnh ngắn trước và sau đó đặt thép phương cạnh dài ở trên, tạo cho móng có độ chịu tải trọng cao. Tiếp theo là đi thép dầm phía trên, ta bố trí dầm móng theo phương dài trước sẽ dễ thi công hơn. Thông thường thép dầm sàn ta chỉ bẻ mỏ lớp trên, nhưng đối với dầm móng ta sẽ tiến hành bẻ mỏ hai đầu thép trên và dưới nhằm chịu tác dụng phản lực của đất. Thép cột thì ta sẽ đặt trên thép dầm móng và được bẻ chân quỷ từ 25 đến 30 cm. Tiếp theo sẽ là phần ghép cốt pha. Cốt pha là thứ quyết định trực tiếp đến hình dạng của công trình xây dựng, sao cho không bị hụt cũng không lớn hơn nhiều, tránh lãng phí. Chính vì thế, quá trình chuẩn bị nó phải được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo. Cốt pha phải đạt đủ chất lượng, còn nguyên vẹn và chắc chắn, không bị bủng nát đối với cốt pha gỗ. Tôn phải phẳng, không cong vênh, được tra dầu trước khi lắp dựng. Các thanh gỗ chống cần phải có độ dày tối thiểu là 4 cm để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trước khi sử dụng cây chống, mật độ cây chống phải được tính toán cẩn thận và tỉ mỉ để tránh tình trạng xê dịch gây mất an toàn trong quá trình thi công thực tế. Sau khi đã thực hiện ghép xong cốt pha, ta sẽ tiến hành đổ bê tông. Quá trình đổ bê tông phải được đảm bảo đủ các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, như bê tông phải được đổ đúng mát, đúng kích thước thiết kế, trong thành phần bê tông không được lẫn rác hay lẫn các tạp chất khác gây ảnh hưởng đến chất lượng của móng sau này. Trên màn hình, các bạn có thể thấy được một số hình ảnh về phương pháp đổ bê tông. Khi đã đổ bê tông xong rồi, sau khoảng 3 đến 4 giờ, bê tông sẽ đông kết. Ta tiến hành bảo dưỡng bê tông bằng cách tưới nước trực tiếp vào bê tông. Công tác này sẽ giúp cho bê tông của chúng ta được tốt nhất, không bị giãn nứt, giúp cho móng của chúng ta có độ bền cao nhất. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tiến hành công tác san lấp. Giống như móng đơn, sau khoảng thời gian 1 ngày khi đã đổ bê tông, chúng ta có thể thực hiện công tác tháo ben thành xây và san lấp thủ công được luôn. Nếu sử dụng máy móc hỗ trợ thì ta nên đợi khoảng 10 ngày,
để khi bê tông cũng như toàn bộ kết cấu móng của chúng ta đã đạt đến được độ ổn định thì chúng ta mới thực hiện công tác lấp. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho kết cấu móng của chúng ta sau này. Như vậy, tôi và các bạn đã tìm hiểu cũng như biết được thêm quy trình thực hiện và thi công của móng băng. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn trong công tác thực hiện xây dựng công trình nhà của mình. Mọi ý kiến đóng góp hoặc mong muốn chúng tôi chia sẻ thêm những vấn đề trong xây dựng, các bạn vui lòng để dưới phần comment. Chúng tôi sẽ phản hồi lại một cách nhanh nhất. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh chất điểm chúng tôi để ủng hộ cũng như nhận thêm những video bổ ích hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.